Đây là chúng ta tu tịnh độ, hy vọng đời này vĩnh viễn thoát ly luân hồi, không còn trôi lăn trong dòng lục đạo. Thật sự cầu sanh tịnh độ thì không thể không biết. Làm thế nào để được tâm thanh tịnh? Then chốt là buông bỏ. Trì danh niệm Phật là dùng câu Phật hiệu này thay đổi toàn bộ tạp niệm của mình. Chư vị cổ đức nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là ý niệm, bất luận là thiện niệm hay ác niệm, nói tóm lại toàn là niệm luân hồi. Có niệm chính là luân hồi, vô niệm chính là Bồ Tát. Dùng câu Phật hiệu này thay thế tất cả các ý niệm. Niệm thứ nhất bất luận là ý niệm gì, niệm thứ hai chính là Phật A Di Đà. Đây chính là giác chậm nhanh. Không cho ý niệm này tạo thêm ác niệm. Ý nghiệp là tư tưởng. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm, thiện niệm là ba đường lành, ác niệm là ba đường ác. Vì thế tất cả đều là luân hồi. Ý niệm vừa chuyển, niệm A-di-đà Phật. Phật A-di-đà không ở trong thiện đạo, cũng không ở trong ác đạo. Cũng chính là nói, ý niệm này, ý niệm A-di-đà Phật này không tương ứng với luân hồi lục đạo. Nó tương ứng với ai? Tương ứng với thế giới Tây Phương Cực Lạc, tương ứng với Phật A-di-đà. Niệm Phật giảng sanh thấy Phật chính là đạo lý này. Chúng ta đối với đạo lý này phải thâm tín không nghi. Hiện nay trong cuộc sống hàng ngày là luyện công phu. Luyện công phu gì? Thay đổi ý niệm. Thay tất cả ý niệm thành A-di-đà Phật là đúng. Đây gọi là chân thật tu hành. Đây gọi là y giáo phụng hành.